30 ngựa, 2.000 hai dòng, 195 kg. Đét là tháng 11, 2014. Giang Đông D30. Đùa trước. Này là Thắng. Cái nhông lái ra đây nè. Chuyện này nó xài bộ chiền nữa. Coi cầu, cầu sao đó các bạn. Chụp cách đăng. Này nó xài bộ chiền thẳng luôn chứ không phải xài bộ vuông. Nhông trên chiền xuống cầu dưới nè. Nồi. Lâm bao à? Lâm bao à đại ca? Sáu. Này không có cái thắng cái bộ vuông ở đây, nó có cái thắng nó nằm ở đây nè. Này truyền thẳng luôn giờ thắng. Nhông lá này khá lớn, lá nhẹ lắm. Ở trên này nữa có bộ chuyền nhông trên này nữa. Xem đồng cơ ra mười. Bánh này thông số đắt không nhìn không ra. Bánh xào lớn lắm. Bùng không nhìn không ra.